Không biết là từ khi nào, tôi bắt đầu thích sự lẻ loi, tự tại. Giao tiếp với người khác luôn là một công việc mệt mỏi và không được đánh giá cao. Còn hơn là ở nhà, nuôi cá và uống trà. Bể cá mô phỏng suối nước mở ra một cách nhẹ nhàng. Nếu bạn cảm thấy không ưng ý với bạn, xin đừng nói lên điều đó, vì cuối cùng, tôi chỉ là một người mới. Cảm ơn các cao thủ đã thông cảm. Nhưng việc rèn luyện khả năng chịu đựng tâm lý luôn là một bài học không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nếu bạn không chấp nhận, hãy để nó qua đi. Chắc chắn có người sẽ nói, cái này còn gọi là bể suối sao. Thế còn tôi quan trọng là tôi thôi, hài lòng với bản thân mình là được.